Anh có nhận được cái này không? Cái gì vậy? Mắt xích của hung khí này trùng với vết thằng ở trên cổ này chứ. Anh giải thích đi. Tại sao hung khí này lại có mặt ở nhà anh? Con gái tôi hả? Mấy cái bằng chứng này anh bỏ vô nhà tôi để buộc tội, coi như muốn khống phải không? Anh chơi cái kiểu này với thằng báo thì được. Sao? Anh mắc anh khi mà là tôi sao? Tôi là thằng tài xế lương thiện, được thuê để nhận hàng, giao hàng. Giờ tôi có thể làm chứng, tôi không liên quan gì đến hung khí của anh. Chiều này anh xài với người khác đi. Cá không cắp cầu đâu. Vậy hôm giao thừa anh ở đâu? Vợ tôi, bà có thể làm chứng. Anh đang giữ bà mà phải không? Hỏi bà đi. Mồi anh không bén đâu. Tôi vô tội. Thả tôi ra. ADN của anh và Mai có đầy ở trên hung khí. Anh không vô tội. Muốn hôn tôi hay là đánh tôi? Đánh đi! Đánh tôi đi! Đánh tôi đi! Để tôi có thêm lý do khiếu nại anh!